Ok, chào các bạn, mình là Hiếu, vận động viên IFBB Pro Men Physique. Và còn hơn 2 tuần nữa là mình sẽ đến với cái Pro Show đầu tiên của mình. Kể từ khi mình đạt được thẻ IFBB Pro sẽ diễn ra tại Hồng Kông vào ngày 4 tháng 9 này. Thì hôm nay mình có một buổi tập tay và tập bụng. Đấy. Hiện tại thì cân nặng của mình đang là 91 cân và mình còn phải xuống 88 cân, tức là mình sẽ phải xuống 3 cân nữa trong khoảng thời gian là hơn 2 tuần. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào tập luyện nhé. Thì hiện tại mình đang có mặt tại gì nhỉ? Tại Small Gym của chú Huy, tại cơ sở Đầm Trấu nhé. Đầm Trấu, hôm nay mình sẽ tập tại Small Gym. Đấy, chú Huy thì đang đi thi đấu ở trong Biên Hòa cơ. Chú Huy hôm nay không có nhà, nếu không là mình sẽ dí chú Huy rồi. Hôm nay là mình tập một mình thôi nhá. Ok, thì trước khi tập thì mình sẽ pha một chút EA điện giải. Thì mình đang dùng EA của Nutrex nhé. Nutrex. Đó, thì mình sẽ pha với nước mà mình uống trong lúc tập. Tập này là cũng hơi chậm chậm rồi. Nói có vẻ là hơi chậm, người hơi chậm hơn. Đấy, thì lúc mình tập này có một chút ngọt ngọt thì cảm giác nó cũng đỡ mệt hơn. Ok, rồi, chiến thôi. Để tiết kiệm thời gian thì buổi tay hôm nay mình sẽ tập superset nhé. Thì cứ một bài tay trước thì sau đấy sẽ là một bài tay sau. Đấy, superset tay trước tay sau. Tập liên tục luôn nhé. Tập tay này, đúng rồi, cái này tập tay này. Ok này, thì mình sẽ thử cái thanh này. Cái dây này nó tăng cái tiết diện của bàn tay và cái thanh nắm thì cầm sẽ chắc hơn, khả năng mà tập sẽ khỏe hơn. Ok đấy. Rồi, tay trước nhé. Trước giờ thì mình luôn thích tay to nên bản thân mình cũng tập tay khá nhiều, nhưng mà cũng tự nhận thấy là cái gen đấy, cái cơ địa tay của mình nó không phải là tốt lắm. Thực ra thi đấu thì men physique thì không cần phải tay phải to quá, nhưng mà nó cân nó to lên một chút nữa thì vẫn là ok. Hiện tại thì cũng không đến nỗi bé quá, nhưng mà mình vẫn thích to hơn. Có cái câu là bạn không thể lên sàn với một cặp tay bé được. Update một chút là cân nặng hiện tại của mình đang là 91 và mình còn hơn 2 tuần nữa để đến với Pro Show bên Hồng Kông. Visa các thứ thì đã xong xuôi, tất cả mọi thứ xong xuôi rồi. Chắc chắn là mùng 4 tháng 9 mình sẽ có mặt tại Hồng Kông. Cuối buổi tập mình sẽ check body nhé.
check body, check condition hiện tại của mình. Vai cũng có vẻ khá là khô. Nói chung là giải đến thời điểm hiện tại thì mình thấy là khá là tự tin với những cái gì mình đã làm được. Đấy thì còn khả năng là đến cuối, những hôm cuối là hôm lên sàn này thì mình sẽ mang được cái condition tốt nhất của mình lên sàn. Còn cái chuyện mà thắng hay thua thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng mà mình nghĩ là mình có cơ hội chiến thắng. Còn 3 cân nữa. 3 cân, đang 91. 91 về 88 thì mình dự kiến trước ngày bay là mình về khoảng 89. 89 cân là ok. Thì lúc bay máy bay nó sẽ mất nước. Mất nước thì về khoảng 88 cân. Còn khoảng 2 cân nữa. Trong khoảng thời gian là hơn 2 tuần. 2 tuần rưỡi. Đúng không? 2 tuần rưỡi. Thì khá là đúng tiến độ trong kế hoạch. Mặc dù hôm nào nhỉ? Hôm kia mình có ăn 5 cái bánh trung thu. Nhưng mà nó vẫn ok, vẫn trong kế hoạch. Nó vẫn tụt cân đều. Ok, thì bài tiếp theo mình sẽ tập superset với lại thanh đòn này. Tay trước với thanh đòn. Và tiếp tay sau với lại cap. Cap tiếp sẽ là qua đầu, tay qua đầu nhé. Smith chú huy trơn không nào. Ui sao nặng thế. Ui. Mẹ cái đòn nặng thế nhỉ. Vãi thật. Thường đấy. Thực ra thi đấu này cũng cần phải may mắn nữa. Ví dụ như giải bên Trung Quốc vừa rồi, vừa thi tuần trước thì mình thấy mình có vận động viên nó cũng kiểu cũng vừa tầm đấy, vừa tầm với mình, có cơ hội cạnh tranh. Đấy, còn ví dụ như giải này thì không biết thế nào, cũng không biết có ai thi. Pam tay lên nhìn cũng gấu phết chứ, đâu có bé đâu nhỉ. Nào cũng thấy bé.
Nào, hôm nay thì tập 3 bài thôi nhá. Tay mình tập 3 bài thôi. Sau đấy sẽ có một chút tập bụng. Đấy, thì à, căng quá. Giờ cứ xuống xuống 1 cân là thấy người nó khô hơn hẳn rồi. Xuống 3 cân nữa thì không biết thành cái gì đây. Thực ra với độ khô hiện tại như bây giờ là mình đã khô hơn hẳn so với lại NPC hay là mút xuống con test năm ngoái rồi. Khô nhiều luôn đấy. Khô nhiều luôn. Có tội năm nay chân hơi teo, do là nó giới hạn cân nặng nên là mình phải bỏ bớt tập chân đi, nên là chân có vẻ là cũng hơi hơi teo hơn một chút, không tập nhiều như trước nữa. Trước gần thi vẫn đó, teo hơn. Trước gần gần thi vẫn gánh 180 200, giờ chịu. Chấp nhận phải hy sinh cặp cặp giò để áp áp đẩy đẩy cơ lên thân trên. Ok, thì cái volume tay sau của mình nó đang hơi nhiều với các bài đẩy của những buổi tập ngực và những buổi tập vai, thì hiện tại là cái khuỷu tay cũng đang hơi có vấn đề chút, nên là một bài cuối thì mình sẽ không tập tay sau nữa và mình chỉ tập tay trước thôi. Thì bài cuối cùng sẽ là rope bicep curl nhé. Đó. Khá là căng, mới được 15 cái. Hai thanh niên vừa đi đâu về đây? Đang cười, không phải đang béo. Cố lên.
Tại bà khổ đấy. Khổ gì? Bà tại bà khổ đấy. Chưa khổ. Ok nào, tiếp nha, xét tiếp. Bài này tập 3 xét thôi. Cố gắng là mình tập là tấn công vào cái má ngoài này một chút này. Đấy, cái má ngoài này cảm giác nó hơi mỏng. Ví dụ mình xoay ngang này là nhìn nó hơi dẹt, hơi bé. Đây. Mình xoay này thì nhìn khá là rộng rồi. Mà ngang này thì lại bé. Hai bên này nó dày lên này. Thì nhìn kiểu mình xoay ngang thì to hơn. Ok, đã xong buổi tay. Bây giờ sẽ chuyển sang bụng. Bụng nha, tập chút bụng. Ok, bụng thì cởi áo ra tập cho gấu nhỉ. Cái này ok, thì ở bài bụng này thì mình sẽ đá theo hai kiểu. Một là đá thẳng vào múi bụng giữa này. Đấy, hai là đá hơi chéo một chút. Mình muốn tập trung nhiều hơn vào liên sườn. Đấy. Múi bụng giữa và cả liên sườn nữa nhá. Liên sườn khá là quan trọng nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ check condition của mình. Ở thời điểm hiện tại là đang cách cuộc thi 2 tuần rưỡi, còn 2,5 tuần nữa
cho đến Pro Show Hồng Kông mùng 4 tháng 9. Nha, bắt đầu nha. Các bạn thấy trong buổi sau buổi tập mình khá là pump thì các bạn hãy theo dõi những cái video của mình sẽ đăng lên YouTube trong khoảng thời gian sắp tới, thì sẽ cố gắng là hôm thi đấu sẽ quay được những cái clip để cho những anh em theo dõi nhá. Ok, hơi lú rồi.